Xin chào quý vị. Dũng Audi tiếp tục lên sóng. Báo giá tới toàn thể quý vị, quý chị và các bạn. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi, gầm cao, có giá chỉ 245 triệu đồng. Ở đây chiếc Mitsubishi Zinger được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008. Chiếc xe trang bị động cơ 2.4 máy xăng và được trang bị hộp số sàn. 2.4 máy xăng số sàn, nhập khẩu 2008, giá là 245 triệu đồng. Quý vị, quý chị và các bạn có nhu cầu mua dòng xe này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966, hoặc trực tiếp đến tại cửa hàng Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, nằm tại khu 14, lô 14.3, Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe và kiểm tra xe. Đây là chiếc xe mang biển số Hà Nội, biển số Thủ Đô, và đang được chào bán với giá là 245 triệu đồng. Một dòng xe nhập khẩu gầm cao rất là rộng rãi mà có giá chỉ là giá với Kia Morning thôi. Chiếc xe màu mang một màu sơn xanh nhạt, xanh nõn chuối nhạt. Rất rộng và rất dài. Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng. Đây là phần nội thất của chiếc Zinger. Những bạn có thể thấy là chiếc Zinger này thì nó mang một nước sơn phần nội thất màu kem, pha một chút da màu cà phê nâu. Ghế thì được bọc da màu hơi vàng cam. Trần mini nguyên bản. Đây, nội thất con này thì cực kỳ rộng rãi. Xe trang bị hộp số sàn 5 cấp. Có màn hình DVD. Điều hòa thì không phải bàn cãi về con này. Trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện. Xe cực kỳ rộng rãi luôn. Đấy, hàng ghế thứ hai đấy. Hiện tại thì mình đang gập nó xuống để có thể lên vào được hàng ghế thứ ba. Bây giờ mình sẽ kéo này lên. Một chiếc xe nội thất rất rộng, rộng hơn Innova rất nhiều. Và đặc biệt thì cái hàng ghế phía sau này có một dàn điều hòa, và mình tự người ngồi sau có thể tự chỉnh được cái điều hòa mạnh hay yếu đây. Và bật điều hòa ở đây, tắt hay bật ở đây. Điều hòa hai vùng độc lập, cực kỳ đẳng cấp luôn. Một chiếc xe nhập khẩu cực kỳ rộng luôn, trần nỉ nguyên bản nhé. Nội thất đây, vô lăng được bọc da, tắp vi tắp lô được ốp vân gỗ đây, ốp vân gỗ đây. Còn đây là hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ ba đây. Rất rộng rãi. Thân mình nguyên bản. Đây. Nói chung cái cốp để đồ với con xe này thì rộng hơn là Innova. 7 chỗ ngồi rộng rãi hơn, cao hơn, thoáng hơn. Và được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008. Hiện tại bên Dũng Audi đang chào bán với giá là 245 triệu đồng, bao rút hồ sơ.
hỗ trợ sang bên cho quý khách hàng ở trên toàn quốc. $245 triệu. Quý vị, quý anh chị và các bạn có nhu cầu sở hữu chiếc Mitsubishi Zinger thì hãy nhắn tin liên hệ theo số điện thoại 0855 966 966. Mọi thông tin về chiếc xe này thì quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp theo anh Dũng Audi, cho anh Dũng Audi. Bên Dũng Audi luôn luôn đảm bảo phần pháp lý an ninh về xe, bao rút hồ sơ, hỗ trợ sang tên khách hàng trên toàn quốc. An ninh pháp lý đảm bảo, không tranh chấp, không cầm cố, không phạt nguội. Trên đây là tổng thành form dáng phía ngoài cũng như phần nội thất của chiếc Zinger. Bây giờ mình và các bạn sẽ đi vào phần khoang động cơ, kiểm tra xem phần động cơ của nó hoạt động có tốt không, như thế nào. Đây, cái lẫy đây ạ. Đây, cái lẫy bật nắp capo đây. Đây là phần khoang động cơ. Xe cũng mới về cho nên bên cửa hàng chưa dọn dẹp gì. Cái máy móc nó còn nhìn nó đang còn hơi bẩn. Đấy. Máy móc cực kỳ khô ráo luôn. Mọi chức năng hoạt động bình thường nhé, điều hòa mát mẻ. Những ai có nhu cầu sở hữu chiếc Zinger này hãy liên hệ theo số điện thoại 0855 966 966. Dũng Audi xin trân trọng kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video về những chiếc xe sau. Xin trân trọng kính chào.